Hãy tính giá trị của biểu thức sau đây. Biểu thức của ta bao gồm là một phép cộng của các phân số mà tử số đều bằng 1 và mẫu là tích của hai thừa số. Chúng ta thử phân tích một cái phân số xem nhé. Ví dụ như ta phân tích phân số 1/3 nhân 5 đi. 1/3 nhân với 5. Chúng ta có thể dự đoán nó là kết quả của một cái phép tính của các phân số 1/3 và 1/5. Ta thử lấy 1/3 mà ta trừ đi 1/5 thì quy đồng mẫu số với mẫu chung bằng 3 nhân 5 với các thừa số là 5 và 3 thì ta sẽ được kết quả là 2/3 nhân với 5. Nó gần giống thôi nhưng nó chưa hẳn là 1/3 nhân 5. Thế muốn biến đổi cái phân số này này thành kết quả này ấy, tức là thành 2/3 nhân với 5 ấy, thì chúng ta phải nhân với 2 vào phân số đầu tiên này. Vậy thì chúng ta sẽ nhân toàn bộ cái tổng này với 2. Nhân với 2 thì ta được là biểu thức 2 nhân a sẽ bằng 1/1 nhân 3 cộng với đây là 2 chứ. 2/3 nhân với 5 cộng với 2/5 nhân với 7 cộng với chấm 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 cộng với 2/99 nhân 101. Ta lưu ý ở đây có rất nhiều phép mà cái phân số ở bên trong nữa, chấm chấm chấm, nó theo cái quy luật như thế này. Bây giờ ta có quyền đi thay. Chẳng hạn như là 2/3 nhân 5 thì ta sẽ thay bằng 1/3 trừ 1/5. Thì 2/1 nhân 3 chúng ta sẽ thay bằng 1/3 trừ đi 1/1 trừ đi 1/3. Rồi ta thay bằng cộng 1/3 trừ 1/5. Chỗ này ta thay bằng cộng 1/5 trừ đi 1/7 vân vân chấm 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 cộng với 1/99 và cuối cùng trừ đi 1/101. Đến đây thì chúng ta có phép tính đan dấu trừ 1/3 cộng 1/3 triệt tiêu đi, trừ 1/5 và cộng 1/5, trừ 1/7 ở phía sau nó sẽ có cộng 1/7 để triệt tiêu đi, và ở phía trước của cộng 1/10 cộng 1/99 nó sẽ có cái phép tính trừ 1/99 để giản ước với nó. Thế thì biểu thức của ta trở thành là 1/1 trừ đi 1/101. Chúng ta tính luôn 1, đây chính là 1 trừ đi 1/101 bằng 100/101. Chúng ta chú ý đây chưa phải là kết quả, đây là hai lần của A mà ta cần tìm A, cho nên chúng ta sẽ lấy 100/101 chia cho 2, tức là nhân với 1/2, giảm ước 100 cho 2, tức là còn 50, thì ta được 50/101. Và đây mới là kết quả cần tìm. Chúc mừng các con đã hoàn thành nội dung của buổi học hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong các buổi học tiếp theo.